giáo án của thầy đã kết thúc với kết quả rất tốt. Và đây là một trong những giáo trình mà các em nên đọc. Đây có thể được xem là một cuộc lội ngược dòng siêu kinh điển. Có lẽ xem xong trận đấu này các team của MU sẽ rất buồn. Tuy nhiên thì những bàn thắng của chúng ta đều là những siêu phẩm. Không thể cản phá. Mặc dù người đứng trong khung gỗ chính là Peter Schmeichel, huyền thoại của MU, huyền thoại của Đan Mạch, cực phẩm của Raul. Có lẽ Peter Schmeichel không thể biết được vì sao lại bóng sẽ đi vào lưới được. Tất cả chỉ có trong giáo trình của thầy giáo Anh Tục Kỳ Đàn.